làm gì đi nhanh quá vậy? Anh mới chờ coi. Liên Anh ơi, Liên Anh. Không biết Liên Anh có nhà không nữa. Lúc nãy anh định gọi. Trời ơi, gọi gì gọi đại đi. Còn định nữa. Ngại ngùng hoài, có ca hát mà ca tiễn biệt nha. Tiễn biệt gì? Đây. Tôi đưa em xa sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm lần bước. Mà quá chó cắn em giờ. Ủa, muối với bưởi hả? Chị Qua. Ừ. Có Liên Anh ở nhà không chị Qua? Hai đứa kiếm Liên Anh hả? Dạ. Nhưng mà Liên Anh nó đi qua nhà chú Hơn mất tiêu rồi. Thôi, hai đứa vô nhà chơi nha. Vô nha. Dạ, vậy tụi em về luôn chị. Nhưng mà khi nào Liên Anh về á, chị nhắn lại với Liên Anh là có em qua tìm nha chị. Ờ, để mai em về quê. Dạ, hai đứa về mình giỏi nha. Trời đất, mình quên hỏi thằng muối là hôm bữa như thế nào rồi. Dạo này bị lấy cái tính hậu đậu hay quên của con Liên Anh rồi. Chào cô. Dạ chào cô. Lại là cô hả? Cô cho con hỏi, chú Hưng có nhà không cô? Có. Nhưng mà chúng tôi mới đùa giỡn với nhau xong, anh ấy mệt nên nằm ngủ. Chợt nhớ bên dòng sông đó bập bênh, chợt nhớ con đường lượn quanh ta hay chờ, chợt thấy trong lòng chua xót dâng lên ngần ngại. Phố đông người mà sao trong ta lòng thấy trong trái buồn hắn như dâng lên lòng như nhớ cha và mẫn trông. Con bây giờ biết xa xa nhớ thương nhiều lúc xưa còn trẻ thơ và vô tư, đến bây giờ xót xa bước vào đời trong trái buồn hắn như dâng lên lòng nhớ nhà nhớ cha xa mẫn trông về. Con bây giờ biết xa xa nhớ thương những lúc xưa còn chưa thơ và vô tư, đến bây giờ xót xa bước vào
Tới lâu chưa? Tiền mới tới. Định lấy điện thoại gọi cho bồ thì bồ về. Mà như chủ Hoa đi đâu rồi đó? Bồ đi đâu vậy? Thì tôi đi loanh quanh thôi. Nhưng mà có gì mới không? Có, anh Nam ảnh nói ảnh lo vụ đó xong rồi. Bồ được vô vòng chung kết rồi đó. Thiệt hả? Thiệt. Vui quá à. Thôi ăn mừng sao đi. Bây giờ bồ vô thay đồ gặp anh Nam. Đi nữa hả? Lẹ lên. Tới đây mát mày. Trời này uống cà phê hết sảy. Chú Tám. Ê, chú Tám. Ngồi bàn quen mọi hôm ấy. Đây, vô. À, chú bay uống cái gì? À. Cà phê đá hay cà phê sữa hay trà đá? Ê, dám nói trà đá lắm mà. Dạ. Ê? Dạ cho con... đá đường. Trời ơi, đá đường. Dạ. Cô thấy chú Tám để đâu? Đã, đã. Mọi bữa, mọi khi tao để rau quặp xuống, tao làm ăn không có lên. Thì bây giờ tao để rau quặp lên, coi có làm ăn hơn hay không. Dạ, dạ. Mỗi hôm để quặp xuống làm ăn không lên. Ừ. Nay để quặp lên coi làm ăn xuống không hả? Hai đứa bay, trời ơi, sáng sớm chưa mở hàng mà đến đây đùa tao hả mày? Cho chú Tám giỡn còn sao? Tao lớn. Ờ, vậy mày trả tiền đi. 20 ly cà phê mày uống cả tháng mà nợ tới bữa nay mà chưa trả nữa. Thằng ngồi cười. Trời ơi, chú cháu mình mà. Cháu gì? Dài bữa chú Tám ha. Dài bữa là chừng nào? Chú Tám yên tâm đi, bữa nay trời nắng đánh được dài giờ trả hết cho chú Tám liền mà. Tao tin tụi bay nha. Dạ. Mày làm 2 ly cà phê đá đúng không? Dạ đúng rồi. À, ngồi chờ đi. Mới sáng sớm ra gặp chủ nợ. Ê, thằng Muối chắc giờ này cũng sắp về tới nhà rồi ha. Mày tối ngày nhắc nó hoài, nó nhảy mũi chắc chảy máu cam không mày? Tao tin đó là tao rất tin tưởng cái thằng Muối. Hy vọng tao với mày sẽ nhờ nó mà đổi nghề. À, tao muốn vậy mà. Chứ tối ngày trời ơi, tối ngày dầm mặt đánh dài, chiều bữa gặp đâu dài. Ông trời ơi, tôi quắc chịu nổi. Tao nè, tao cũng chán cái nghiệp hát ca rồi. Dục muốn chết đi nè. Ủa, chú Tư, cà phê chú Tư. Ủa chú Tư, ngồi chú Tư. Cà phê, cà pháo cái gì? Sáng tao làm đi nước trà rồi. Mới sáng đi đâu bị bà cho mẻ rồi nè. Thôi đi, ai cũng như chú Tư. Chắc mấy người dưới quê trồng trà có tiền, còn trồng cà phê chắc mạc luôn. Còn mấy cô bán cà phê chắc chuyển qua bán rượu luôn á. Ê, mày đừng vô duyên nhà mày. Tao uống trà thì phải chuyển qua bán trà, mắc mớ gì bán rượu. Nói chuyện chắc quá khá chú Tư. Thằng này mắc cười thiệt. Mà mày nhắc rượu tao mới nhớ. Thằng Muối nó hứa mai mốt nó lên đem cho tao mấy lít rượu quê. Nghe nó ngon lắm. Chừng nào nó lên vậy bay? Trời ơi, chính nó còn không biết chừng nào nó lên nữa. Lấy gì tụi con biết. Chú Tư, trong lúc chờ đợi rượu ở dưới quê của nó đem lên, thôi chú cháu mình uống tạm rượu của bà Tám Ù đi. Hừ, tầm bậy mày. Bộ mày muốn tao đi chậu bà sớm hay sao mà mày xúi tổ rượu đó. Cảm ơn chú Tám. Cho con cái trà đá chú. Uống chú Tư. Thôi hả? Thôi. Thôi tao muốn mày. Hai đứa tụi con uống chung quen rồi. Thôi mày uống đi. Uống chú Tư. Thôi. Hai đứa tụi bay á, uống đi. Dạ.
rồi hai đứa lo đi kiếm tiền trả tiền nhà kìa. chú Tư cho con nhậm vài ngày. Tụi bay biết tánh tàu mà, chú Tư tụi bay dễ lắm, thấy không, sao cũng được hết á. Nhưng con sư tử nhà tao á thì không, bây giờ mà chậm ngày nào á là tao xàm ngày đó. Là sao? Bà chửi hoài thì xàm chứ sao, mệt quá. Sao tôi chửi lại? Tụi bay á, ráng mà lo đi. Ủa còn cà phê chú Tư? Thôi mày ơi, tao đi về. Uống cà phê chú Tư. Tao mày uống đi. Bởi vậy mới lo cái mặt giữa đường gặp liền hai chủ nợ, khổ thiệt. Thôi sáng nay tao không vui, tao uống được cà phê, mày quất hai ly đi, giờ tao đi đánh giày, mày về chuẩn bị kẹo kéo đi không. Thôi bạn nào, giờ tao đi đánh giày á. Mày đi thiệt hả? Ừ. Mày đi thiệt hả? Ừ. Đợi chậu này. Chú Tám. Gì? Cố sĩ. Rồi, hiểu. Ký sổ. Nhớ tuần sau trả cho mày. Không trả biết tao á. Đêm nay trăng sao khắp lối, chim mình cho chuyện tình đôi ta. Chị làm gì mà hôm nay nó yêu đời với người ta? Vậy là ước mơ của mình sắp thành hiện thực rồi. Ủa, bộ chắc chắn rồi hả em? Ừ, 90% rồi đó chị. Hôm qua ông Nam nói em á là hôm nay em chỉ cần lên gặp ban giám khảo, rồi họ kiểm tra chút xíu, rồi họ sẽ ghi tên vô. Ừ. Chị á thì vẫn thấy lo lo làm sao á. Ừ. Chị đừng có lo. Khi mơ đã đến rồi và em sẽ nắm lấy dù còn nhiều khó khăn. Chỉ e rằng quá vội vì đêm đã dễ dàng chỉ là cho em do dù thầm trầm vẫn hơn. Đừng lo chi nhé, phần của em thật to, ánh mắt thật thà nói lên bao. Thầm trầm vẫn hơn em ơi, biết đâu bạn em cũng đang rơi vào cạm bẫy đời nào. Từ sự mây đã đến, phía trước con đường biết bao hoa. Trong mong giấc mơ, mong em sẽ vui, từ tin có nhau bên đời. Mà chỉ nhé, mặt của em thật tâm, ánh mắt thật thà nói lên bao. Thầm trong phần hương em ơi, biết đâu bạn em đang rơi vào cạm bẫy đời nào. Cuối cùng em, dịp mây đã đến, phía trước con đường biết bao hoa hồng. Một đời trong mơ, mong em sẽ vui, từng tin có nhau bên đường. Em có cảm thấy là chúng ta đang lội qua sông và suối không? Ừ. Mình đang ở nhà mà. Bộ em không cảm nhận là dưới chân chúng ta đang có nước sao? Ừ. Chết rồi, em không nước đi tắm. Trời. Ủa anh, chuyện liên anh có bị trục trặc gì không anh? Không sao, cũng có thể là hôm nay á Liên Anh phải gặp ban giám khảo thôi, tranh thủ lấy điểm. Vậy em đi với Liên Anh nha. Sao được, em nghĩ sao vậy? Bộ Liên Anh mới 5 tuổi đầu á. Nó khờ lắm mà, thôi cũng được. Vậy hôm nay anh đưa em đi chơi nha. Ok, anh xin dành cho em nguyên ngày. Anh nghe điện thoại nha. Ừ. Alo, ai vậy? Tôi đây, Nam đây. Sao? Dạ. 10 phút nữa tôi tới liền. Dạ. Ai vậy anh? Thì bên đối tác làm ăn á, họ hẹn anh ra để trả tiền cái lô đất mà họ mới mua đó. Giờ anh chạy qua bển chút, anh về liền nha. Ủa, sao anh nói đưa em đi chơi nguyên ngày mà? Thôi bây giờ vậy đi, anh sẽ chở em vô spa, em vô đó thư giãn. Rồi anh xong công việc, anh quay tới về, anh đón em nha. Vậy đi. Vậy cũng được.
Em ơi, tính tiền. Trèo lên na cây khế mà rung khe rung rung, không biết khế khế này là khế ông trai khế chưa mà có trái là chị hai nó có chồng mẹ. Anh hai đi cưới chị hai mâm tròn mà hủ rượu anh hai đồng nào tiền mua trà mua nem mua một đôi đèn cho họ ngồi mâm ông cái ông ký ngồi trên xuôi da mà ngồi giữa bốn bên họ trèo lên cây khế mà rung trèo lên cây khế mà đời tôi vui sướng làm sao bây giờ chồng nghèo năm tháng có nhà tối lòng thì dám cần câu câu con mà cá lóc về lại đây tới chiều luôn rau bên mái nhà chồng cài vợ cuốc là niềm vui sớm chiều hát khúc tình quê câu hò câu nhẹ câu ly mình ơi em ơi hạnh phúc đời ta mua chi mà nghèo khổ đời nó còn ta giữ mình đời tôi vui sướng làm sao đời tôi vui sướng làm sao cái miệng tôi là lên lắm à. Không thấy chưa, cả bên chồng mới ớ luôn á. Con về đi con đi. Thằng thằng bụi, thằng bụi. Không có sao không? Anh không sao. Thằng bụi đây gì mắt mà đóng con dữ vậy. Em vào đi, anh xong công việc, anh sẽ tới trước. Nhanh lên nha anh. Ừ. Giờ em vào spa đi, tụi mình còn nguyên ngày. Em đi nha. Liên Anh hả?